Một tổ chức phi chính phủ của Đan Mạch mới đây cho biết, rất nhiều em nhỏ tại các trại trẻ mồ côi ở Triều Tiên đang phải sống trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Thiếu thức ăn và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe là nguyên nhân chính của thực trạng này. Những đứa trẻ sơ sinh này được chăm sóc tại một trại trẻ mồ côi ở Hyesu, thủ phủ của tỉnh Hoang Ha Nam nằm ở phía tây bắc Triều Tiên. Nhiều em đang khóc vì bị những con ruồi bu quanh đầu. Một số khác ngồi trên nền nhà. Tất cả đều có biểu hiện của bệnh nhiễm trùng da, tóc mọc lờ thờ. Trong một cuộc khảo sát được tổ chức Mission X thực hiện ngẫu nhiên đối với một nhóm các em nhỏ, 70% được kết luận là bị suy dinh dưỡng, trong đó 30% suy dinh dưỡng nặng và 40% còn lại ở mức độ nhẹ hơn. Tôi đến một căn phòng và thấy 15 đứa trẻ sơ sinh đang nằm trên sàn nhà. Tất cả đều có chung tình trạng suy dinh dưỡng, không có sức sống, khóc lóc. Chúng thậm chí còn không đủ sức để đuổi những con ruồi trên mặt. Những đứa trẻ này sẽ chết nếu không được sự giúp đỡ trong tương lai gần. Theo Tổ chức Nông lương Thế giới, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn xảy ra ở các nước nghèo. Triều Tiên hiện có khoảng 1/3 trong số 25 triệu dân đang sống trong tình trạng suy dinh dưỡng vì thiếu thức ăn, do liên tục phải đối mặt với các đợt lũ lụt cũng như lệnh cấm vận từ bên ngoài. Bên cạnh đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như điều kiện tiếp xúc với nước sạch bị hạn chế cũng đã đẩy tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở nước này tăng cao.